trên màn hình quý vị các bạn là Nguyễn Trung Hải đến từ The Eagle Fight Team, sinh năm 2003, đến từ Quảng Bình, chiều cao 1m70. Lối thi đấu sở trường là grappling. Nguyễn Trung Hải đang có cho mình một chiến thắng và 4 trận thua tại đấu trường MMA chuyên nghiệp. Một võ sĩ để lại rất nhiều ấn tượng cho khán giả với những màn payoff vô cùng độc đáo và chào đón đến với bán kết GMA, Nguyễn Trung Hải. Venice Beach, Malibu, that's the truth, hold my soul, hold on, yeah, hold up, yeah, I'm talking Beverly. Tôi đã thấy rất nhiều fan của Nguyễn Trung Hải ở đây. Và để làm nóng cho trận đấu này, quý vị có thể ra một chút chai nước, cho em chai nước. Để cổ vũ cho Vũ Hải, Vũ Hải. Vâng, thưa quý vị, võ sĩ ở bên góc đài xanh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, anh được coi là ẩn số của giải đấu GMA. Sinh năm 1999, sở hữu chiều cao 1m70, thành tích thi đấu MMA, sở hữu 1 chiến thắng, 1 thất bại và 0 trận hòa. Và anh là thành viên của Tiger MMA, Vũ Hải. Bên góc đài đỏ là tay đấm đến từ Quảng Bình, sinh năm 2003, chiều cao 1m70, thành tích thi đấu MMA, 2 trận thắng, 4 trận thua, 0 trận hòa. Và anh là đại diện của The Eagle Fight Team, và đó là Nguyễn Trung Hải. Và xin giới thiệu trọng tài người sẽ thực hiện trận đấu này, xin mời ông Nguyễn Quang Hùng. Trận đấu đang ở phút 2 phút 40.
nếu chống trả thì đây sẽ là một bất lợi, không có sự chống trả thì đây sẽ là một sự bất lợi rất lớn về cho Vũ Hải. Thưa quý vị, Trung Hải vẫn đang cố gắng chọn ra tư thế đẹp nhất để lấy được cái cổ của Vũ Hải. Vẫn tiếp tục chỉ là những cú búa mà thôi. Và bây giờ thì một nửa lưng của Trung Hải, một nửa lưng của Vũ Hải đã thuộc ở chân của Trung Hải, nhưng bây giờ là phút lưng rồi. Vẫn tiếp tục là những cú búa chất lượng và trọng tài đã cho trận đấu dừng lại. PK dành cho Trung Hải. Một trận đấu kết thúc ở hiệp thi đấu đầu tiên. Tiếp tục ở phút 2 phút 01 giây. 3 phút chấp nhận dành cho Trung Hải. You could call me filthy. I'm all ears to watch it. NYC, Timberland, Kudu, Eco, watch it. LAX, touchdown. I ain't sleeping a beat. Sleep on a beach, Santa Monica, total catchy. Nan, I'm RG. I got a lot of things on my mind, man, Haji. You are the suckers playing games. I've been through it all. Geo got dance and put into a song. Stupid long. Get in the car, jiggle, jiggle. Bro, they yo driving. Sonny, we be riding. Top down, cruising down, freeway vibing. California calling, LA got the party. Chilling out in K-Town, terracotta get down. Hold on, yeah, hold up, yeah. Venice Beach, Malibu, that's the truth, hold my soul. Hold on, yeah, hold up, yeah. I'm talking Beverly, off that century. Know what I mean? Know what I mean? A chicken watch it, you know what I say. Một trận đấu diễn ra vô cùng trọng tài. Và trong trận đấu Vũ Hải này, trận đấu mà thế trận hoàn toàn thuộc về võ sĩ của The Eagle Fight Team. Và tại 2 phút 59 giây ngay trong hiệp 1 thì chiến thắng đã thuộc về Nguyễn Trung Once they got bored of them, dreaming of a brighter day. You know I had to dim the sun. 찾아가야 되는 길이 이미 길었어. 가야 되는데 hopping off out of that brand new Benz. Okay, now no new friends. When I'm a god that I'm innocent. 야 기억해 주머니서 찾고 있어 my flip phone. 내 인생 like a bad dream 계속 서 있어. 뛰어도 뛰어도 원인을 속아서 적게 된 바. Yeah, 시작 아직 안 돼서 nothing. 사람이 뭐래도 I'm my bed. You wouldn't believe all the times in my life 내가 포기할 자신. 야 누가 나를 봐도 봐도 알아줄 수 있는 거는 내가 파도처럼 I'm wavy. Yeah. Yo, driving, sunny, we be riding. Top down, cruising down, freeway vibing. California calling, LA got the party. Chilling out in K-Town, terracotta get down. Hold on, yeah, hold up, yeah. Venice Beach, Malibu, that's the truth. Hold my soul, hold on, yeah, hold up, yeah. I'm talking Beverly, off that century, know what I mean? Malibu and Albert 2. Sandy Beach is 소중한 내 소정. 윤은진이 계속 value you and Jenny cool. I'll be back. Chuyển động cùng Võ Việt.